Rồi, xin gửi lời chào toàn thể tất cả anh em trên toàn quốc. Em vẫn là Quyết Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy nha anh em nhá. Bên em chuyên cung cấp cái loại dòng xe Lifan, Longin, Honda, cũ mới, bên em có đầy đủ hết. Hai số điện thoại liên hệ trực tiếp mua hàng bên em nhá, 0364011683. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 1 2021 nha các bác nhá. Cái video còn mãi về sau. Thì các bác cứ alo xem còn bên em báo còn mà hết em bên em báo hết nhá. Hôm nay thì cái ngày này thì cũng cuối năm rồi thì bên em mới về được có 15 cục thì bên em đã bán cũng còn dư 3 cục thôi. Đấy, còn 3 cục đây còn em chuẩn bị em đi giao lốt rồi. Thì phương thức giao dịch bên em vẫn là nhận hàng các bác kiểm tra hàng ok các bác thanh toán. Máy đẹp, máy zin ok các bác thanh toán tiền. Đấy, còn trước khi gửi thì các bác lưu ý nhá, cọc trước cho bên em 200.000 phí vận chuyển thôi. Thì bên em sẽ gửi hàng. Rồi, các bác xem kênh các bác nhớ đăng ký kênh nhá. Thì tại vì sau này sang năm bên em cũng nhập khá là nhiều nữa. Nó lô hàng nó gọi gấp 10 đến 20 lần, 30 lần cái số này. Thì các bác phải tha hồ lựa chọn xem tham khảo máy trên kênh YouTube của bên em chuyên động cơ xe máy và Quyết Bắc Giang nhá. Rồi, sau đây em giới thiệu một chút về cái mấy con máy nó nhập về nó như thế nào. Nó zin hay không zin thì các bác thể xem qua thẩm thì các bác cho một nút like nhá, hoặc là các bác comment phần dưới. Đây. Số điện thoại nha. Thì bên cái dòng bên bên Trung Quốc nha thì nó dòng Fuel này ấy, thì nó sẽ gắn lên cái dòng nó không phải giống Fuel Trail mình mà nó giống nó còn khác nhưng mà vẫn là máy Fuel nha các bác nhá. Đây. Thì nó có tựa mấy cái loại như nhau. Đấy thì em giới thiệu qua một chút để các bác nắm được. Đấy. Đây, con này này thì nó con Honda, nó có chữ Huy Quang này các bác này. Đấy, không phải hàng Việt Nam đâu. Nên máy đều các bác này nhìn này. Cái vách máy rồi cái đầu lòng các bác nhìn nhá, còn ốc nó zin 100%. Máy cực đẹp luôn các bác nhá. Không phải về các bác chỉ lổ thôi, không phải sửa chữa gì cả. Đấy. Các bác nhìn được cái vách máy này. Đấy. Nó chỉ đẹp nhá. Đấy. Cần số xịn. Đấy. Cần đạp cần số và chế hộp khí xeo. Ôi, không cần phải kê đâu. Đấy em còn quay qua thôi. Con số 10 thì con biết. Đây. Em quay qua, có những con nó vận chuyển nó vỡ lốc, vỡ cái nhựa rồi thì nó chỉ còn này thôi. Chứ còn máy thì bao zin cho các bác nhá. Máy bao zin luôn. Đấy. Phê luôn. Đấy. Số 11. Đấy con 11 này thì là em nói chung là cái hàng lô này thì em bán hết rồi. Đấy, còn một hai con là các bác gọi điện nhanh tay. Gọi điện cho em số điện thoại ấy nhá. Còn thì em báo còn hết em báo hết nhá. Thì còn chỉ còn vài con em về được mấy chục con. Đấy. Con này thì nó cực đẹp rồi, đời cao rồi. Chắc là ít. Này nó lẫn một lô một chút thôi. Đấy. Chứ còn cái hàng này thì ít lắm. Đấy. Con này thì siêu đẹp. Đấy. Các bác nói nhanh tay gọi con này lấy thì còn em để luôn cho. Đấy, các em đăng clip còn thì em báo còn luôn mà không hết luôn. Đấy, nó theo cổ zin luôn nhá. Cổ rồi. Không mốc mèo. Đây con này. Anh đấy. Con này thì em bán là con này 5 triệu. Con này giá 5 triệu nha các bác nhá. Nhanh tay em để 5 triệu này. Các bác nhìn đấy. Tất cả chi tiết này thì nó vẫn hầu như là máy của em đây toàn hàng nguyên bản này, hàng lổ ok hết nhá. Đây. Đây còn mấy con nữa. Đấy. Con nào báo đắt hơn thì em báo đắt hơn và con rẻ hơn rẻ hơn. Đấy. Có con thì nó lại không có chữ Huy Quang đâu các bác nhá. Đấy, Honda nó lại chuẩn luôn. Đấy. Đề là Mitsubishi luôn. Đề xịn đấy. À, nói chung là hàng nguyên bản xe nó gắn như nào thì bên em gắn đúng như vậy thôi. Các bác xem kênh các bác nhớ đăng ký kênh nhá. Thì các bác năm nay các bác không mua được thì càng sang năm bác mua được. Đấy. Các bác mua để chế xe dành anh em nào chế xe ba bánh này. Đấy, ba bánh nhá. Chế xe ba bánh thì các bác cần cái loại này nó là đây, có những con nó có chữ Huy Quang này. Đấy. Vì ở Việt Nam mình để kiếm ra được độ 5 7 con Fuel Trail leo các bác phải bỏ ra số tiền là gần 6 triệu đến 7 triệu đồng một con. Nhưng mà đến bên em con nào đẹp thì các bác mua chỉ với giá 4 triệu rưỡi thôi. Còn sang năm em nhập nhiều số lượng lớn thì các bác không mua đến giá 4 triệu rưỡi đâu. Đấy. Thì bên em còn một chút đây, còn mấy con Honda zin lùn nha các bác nhá. Con máy zin lùn. Lốc nó hơi kém một chút, sơn hơi kém nhưng mà máy đảm bảo các bác là zin từ A đến Z luôn. Lửa các bác em chưa bỏ lửa đâu, lửa mới cứng luôn. Lửa mới cứng luôn. Đây, có các bác mua rồi thì em ghi luôn ở đây để đánh dấu cho đỡ nhầm. Đấy, có những bác mua rồi ấy, thì cái hơi về không quan trọng. Về các bác có hơi khác, các bác lấy hơi thái các bác lắp vào là ok. Con này thì nó chạy thì nó cũng phải thay hơi rồi. Đấy, đấy các bác thay cái vẫn là zin luôn. Đấy. Đây.
Con này là nguyên vách máy. Đấy. Chưa bổ nha các anh nhá. Chưa động chạm đâu. Máy chưa động đâu. Đấy. À, con này nó lại ruột dòng Trung cổ Korea.